Trương Ngọc Ánh đã chia tay tình trẻ. Trương Ngọc Ánh gặp vấn đề về sức khỏe. Tính đến nay, Trương Ngọc Ánh và anh Dũng đã hẹn hò khoảng 5 năm. Theo lời nữ diễn viên chia sẻ, cả hai có nhiều điểm chung, luôn hết mực tôn trọng, ủng hộ đối phương trong mọi hoạt động về công việc lẫn cuộc sống đời tư. Mới đây, Trương Ngọc Ánh chia sẻ hình ảnh trang điểm xinh đẹp, thư tắn và để lại dòng chú thích đừng để ai ngăn cản bạn tỏa sáng nhé, vì chúng ta luôn là duy nhất. Và đặc biệt đừng để bản thân ngăn cản hay biện minh cho chính mình vì ai cũng nên cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày vì mình vì cái chung ngay lập tức có một khán giả tò mò hỏi chị ơi chị có người yêu chưa chị cô khéo léo đáp lại chị yêu mọi người có tính là có người yêu không nè một người khác để lại bình luận độc thân có vẻ xinh hơn đấy em trước ý kiến này trương ngọc ánh chỉ để lại nhãn dáng trái tim cách trả lời bình luận của nữ diễn viên khiến cư dân mạng vô cùng tò mò bởi từ lâu cô không đăng tải ảnh chụp chung với bạn trai kém tuổi bên cạnh đó người đẹp khá cởi mở trong việc trò chuyện tương tác với khán giả. Tháng 4 năm nay, trên mạng xã hội bổng độ tin đồn Trương Ngọc Ánh và anh Dũng đã đừng ai nấy đi sau một thời gian hẹn hò đầy mặn nồng. Ban đầu cả hai vẫn giữ im lặng, tuy nhiên thông tin này ngày càng biến tướng, có nhiều khía cạnh khác nhau và cư dân mạng lại càng truyền tay nhau với lúc độ chóng mặt. Trước sự việc này, nữ diễn viên vô cùng bức xúc và lên tiếng giải thích thông qua trả lời phỏng vấn với Việt Nam Net. Cả tôi và Dũng đều không thuộc kiểu người thích đoan ảnh nhau lên Facebook, thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân. Hơn hết, chúng tôi rất bận, đủ thứ phải lo. Anh Dũng không thích dự sự kiện đâu, toàn tôi bắt đi đấy. Anh thích đọc sách, thích nghiên cứu, có thể dành hàng giờ mày mò cách quay, dựng phim, viết kịch bản hoặc tiền. Anh Dũng từng lên tiếng bảo vệ Trương Ngọc Ánh trước những thông tin thất thiệt. Chúng ta có hai tay để nghe từ hai phí và miệng chỉ để nói một lời. Những thông tin bị đặt và sai lệch đó làm những người yêu thương chúng ta có cái nhìn không đúng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và uy tín trong công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Mới đây, trương ngọc ánh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại trương ngọc ánh cho biết bản thân là một người phụ nữ bận rộn vừa phải quản lý công việc kinh doanh vừa tham gia các hoạt động giải trí trương ngọc ánh đồng thời phải dành nhiều thời gian chăm lo cho cô con gái bảo tiên đang trong tuổi dậy thì vì phải gánh vác quá nhiều công việc trong một ngày trương ngọc ánh thừa nhận rằng ít có thời gian chăm lo cho bản thân dẫn đến sức khỏe ngày càng sa sút cũng từ đây trương ngọc ánh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu chóng mặt và căng thẳng tinh thần Tình trạng này nặng đến mức đôi khi cô dễ dàng nổi nóng, cáu cắt với những người xung quanh. Nhận thấy tình trạng sức khỏe không ổn định, Trương Ngọc Ánh quyết định thay đổi lối sống và tìm cách cải thiện sức khỏe. Thế nên, nữ người mẫu chia sẻ lý do làm chiếc clip này nhằm mục đích giúp chị em phụ nữ, những người cũng đang đối mặt với áp lực công việc và gia đình, tìm thấy phương pháp duy trì sức khỏe tốt hơn. Trương Ngọc Ánh khuyên, chị em phụ nữ mình ơi, dù đang bận rộn với công việc hay gia đình, cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình. Đặc biệt với những chị em tham công thiết việc giống ánh, hãy nhớ rằng cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững vàng là chìa khóa để mọi việc thuận lợi. Theo như bí quyết của Trương Ngọc Ánh chia sẻ, thì cô đã cố gắng sắp xếp thời gian mỗi ngày để tập luyện yoga và thiền định. Hai bộ môn này đã giúp Trương Ngọc Ánh giảm bớt áp lực về tinh thần. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh còn thay đổi không gian sống, thêm nhiều cây xanh để tạo cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, việc sử dụng các thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, nhất là những sản phẩm tốt cho não bộ, cũng giúp Trương Ngọc Ánh cải thiện đáng kể cả thể chất lẫn tinh thần. Đoạn clip của Trương Ngọc Ánh nhanh chóng thu hút sự chú ý với gần 3,5 nghìn lượt tương tác, hàng trăm bình luận đồng tình với những bí quyết trên. Nhiều chị em phụ nữ bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu với Trương Ngọc Ánh khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Thế nên, khi nhìn vào cách Trương Ngọc Ánh vượt qua mọi vấn đề, không ít chị em đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục. Bởi họ cho rằng, việc cân bằng chuyện nước và chuyện nhà đã khó với những chị em có chồng bên cạnh. Cũng ngồi gì là người mẹ đơn thân như trương ngọc ánh thì lại càng có nhiều thách thức hơn